tất cả chư phật thấy một chúng sinh đáng được giáo hóa thì vị họ trụ thọ mạng trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp cho đến hết thủa vị lai ngồi kiết già thân tâm không mệt mỏi chuyên tâm nghĩ nhớ chưa từng bỏ quên phương tiện điều phục mà chẳng thất thời vì một chúng sinh là như vậy vì tất cả chúng sinh cũng đều như thế đó là pháp tự tại thứ năm của chư phật tất cả chư phật đều có thể đến khắp tất cả thế giới chỗ tu hành của tất cả như lai mà chẳng tạm xả bỏ tất cả pháp giới. Mười phương đều khác nhau, mỗi phương đều có vô lượng biển thế giới. Mỗi biển thế giới có vô lượng loại thế giới. Phật dùng thần lực, một niệm, đều đến được chuyển bánh xe pháp thanh tịnh, vô ngại. Đó là pháp tự tại thứ sáu của chư Phật. Tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng sinh ở trong niệm niệm thành an nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà đối với tất cả Phật Pháp chẳng phải hiện giác rồi, cũng chẳng phải sẽ giác, cũng chẳng trụ nơi bậc hữu học mà đều thấy biết thông đạt vô ngại, vô lượng trí huệ, vô lượng tự tại, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Đó là Pháp tự tại thứ bảy của chư Phật tất cả chư phật có thể dùng nơi mắt mà làm phật sự nơi tai có thể dùng nơi tai mà làm phật sự nơi mũi có thể dùng nơi mũi mà làm phật sự nơi lưỡi có thể dùng nơi lưỡi mà làm phật sự nơi thân có thể dùng nơi thân mà làm phật sự nơi ý có thể dùng nơi ý ở trong tất cả thế giới trụ thế xuất thế đủ thứ cảnh giới ở trong mỗi cảnh giới có thể làm vô lượng phật sự rộng lớn đó là pháp tự tại thứ tám của chư Phật, tất cả chư Phật, mỗi lỗ chân lông trên thân của Ngài có thể dung nạp tất cả chúng sinh, mỗi thân chúng sinh đều đồng với bất khả thuyết cõi nước chư Phật mà không chặt hẹp, mỗi bước đi của chúng sinh đều đi qua vô số thế giới chuyển chuyển như vậy, hết vô số kiếp đều thấy chư Phật xuất hiện ra đời giáo hóa chúng sinh, chuyển bánh xe Pháp, khai thị bất khả thuyết Pháp quá khứ vị lai hiện tại, tận cõi hư không tất cả chúng sinh, các cõi thọ thân, oai nghi đến đi, và họ thọ đủ thứ đồ ưa thích, thầy đều đầy đủ, mà ở trong đó không có chướng ngại, đó là Pháp tự tại thứ 9 của chư Phật. Tất cả chư Phật trong khoảng một niệm hiện số vị Phật nhiều như hạt bụi tất cả thế giới. Mỗi vị Phật đều ở nơi tất cả Pháp giới, các hoa sen đẹp rộng lớn trang nghiêm thế giới, ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng thành đẳng chánh giác, thị hiện thần lực tự tại của chư Phật như ở nơi các hoa sen đẹp rộng lớn trang nghiêm thế giới, như ở trong tất cả pháp giới, bất khả thuyết, bất khả thuyết, đủ thứ sự trang nghiêm, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ hình tướng, đủ thứ thị hiện, đủ thứ kiếp số, thế giới thanh tịnh, như ở nơi một niệm, như vậy ở trong tất cả niệm, nơi vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, một niệm hiện tất cả một niệm trụ vô lượng mà chưa từng dùng chút sức phương tiện đó là pháp tự tại thứ mười của chư phật